Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đầu giờ trưa hôm nay thứ bảy ngày 6 tháng 4 năm 2024, Giải trí miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá mít Thái Lan, giá mít Indo ruột đỏ để cô chú các anh chị và các bạn có giá chính thức để tham khảo và cập nhật. Giá mít luôn biến động trên thị trường do nhiều thời điểm khác nhau, giá cả khác nhau, thời gian khác nhau, biến động ở từng nơi, từng thời điểm, từng địa phương. Đó là tình hình chung. Bởi mít hiện nay ở những nhà vườn đang có xu hướng rất ít, mít đã cạn dần và giá cả cũng tốt cho bà con. Trong thời điểm này, trong mít Thái Lan cũng như mít Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn chú trọng vào đi phân đúng kỹ thuật, chăm sóc đúng thời tiết và tình hình bao trái chuẩn để trái to, đẹp, tròn về chất lượng, về trái, mẫu mã đẹp, hình thức bên ngoài bắt mắt và chất lượng bên trong ngon. Phân loại mít được phân loại như sau: mít nhất 9kg trở lên, kem nhì 7kg trở lên, mít kem 3 4kg trở lên. Đó là phân loại mít Thái Lan ở khu vực miền Tây. Thương lái ngoài phân loại mít theo tiêu chuẩn trên còn phân loại theo chất lượng. Trái mít dáng da và chất lượng trái đẹp ngon sẽ cao hơn phân loại mít chợ, mít nhất, mít nhì khác nhau. Đây là bản cập nhật giá mít Thái Lan đầu giờ trưa hôm nay có giá như sau. Khu vực miền Tây, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, mít kem lớn có giá 16.000 đồng một ký, kem nhì 10.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 5.000 đồng một ký, mít chợ ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang có giá 3.000 đồng một ký. Tình hình giá mít ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang, mít kem lớn có giá 17.000 đồng một ký, kem nhì 11.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 5.000 đồng một ký, mít chợ ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang có giá 3.000 đồng một ký. Tiếp theo là khu vực Tiền Giang, mít kem lớn có giá 18.000 đồng một ký, kem nhì 12.000 đồng một ký, mít kem 3 6.000 đồng một ký, mít chợ ở khu vực Tiền Giang có giá 3 đến 4.000 đồng trên một ký. Tình hình giá mít ở khu vực Tiền Giang luôn cao hơn so với những khu vực khác, bởi khu vực Tiền Giang tập trung rất nhiều dừa mít ở đây. Chính vì thế đây là ưu thế cho các nhà vườn trồng mít Indo ruột đỏ cũng như mít Thái Lan nằm trên khu vực Tiền Giang. Khu vực Tiền Giang nằm trên trục giao thông trọng yếu, dễ chi phối phân tán đi tất cả các nơi để thu gom mít về khu vực này, cũng như dễ vận chuyển để tiêu thụ đi tất cả các nơi. Khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, mít kem lớn có giá 8.000 đồng một ký, kem nhì 6.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 4.000 đồng một ký, mít chợ ở khu vực miền Đông có giá 2.000 đồng một ký. Khu vực Tây Nguyên, kem lớn 7.000 đồng một ký, kem nhì 5.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 3.000 đồng một ký, mít chợ ở khu vực Tây Nguyên có giá 2.000 đồng một ký. Đây là giá mít mà thương lái thu mua tại vườn của cô chú các anh chị và các bạn. Giá mít ở khu vực Tây Nguyên luôn thấp hơn so với những khu vực khác, bởi nơi này xa những trục lộ chính, xa những dừa mít lớn, nên cô chú các anh chị và các bạn tập trung vào chất lượng, vào mẫu mã hình thức để cân bằng giá với những khu vực khác, cũng như nâng cấp giá trị trái mít ở khu vực này. Ngoài tập trung vào trái mít, vấn đề xa hay gần những trục lộ chính, xa hay gần những dừa mít lớn, xa hay gần những trung tâm thành phố rất quan trọng, bởi nếu vườn mít của cô chú các anh chị và các bạn tập trung gần những vựa mít lớn, gần những trục lộ chính, giá thương lái thu mua cao hơn so với những nơi xa. Tình hình thu mua khác nhau 1 đến 2.000, đó là vấn đề vận chuyển của thương lái, nên giá mít luôn chênh lệch từng vùng miền khác nhau là như vậy. Tiếp theo, Giải trí miền Tây chia sẻ về mít Indo ruột đỏ. Với Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn chú trọng vào việc đi phân, bởi nếu cô chú các anh chị và các bạn đi phân không đúng kỹ thuật, trái mít sẽ chua, chất lượng không ngon, bán không được. Chính vì thế, phân của mít Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn chú trọng vào phân hữu cơ và những loại phân phù hợp để trái mít ngon ngọt.
Vấn đề thụ phấn của trái mít Indo ruột đỏ cũng khá quan trọng, bởi nếu cô chú các anh chị và các bạn để trái ở thời điểm mưa, gió nhiều, thụ phấn kém chất lượng, trái mít nhỏ, không đẹp, méo và chất lượng trái không ngon so với cô chú các anh chị và các bạn để đúng thời điểm, trái mít sẽ to, đẹp và bán được giá mít nhất, mít nhì cao hơn so với những loại mít nhỏ hơn, bán mít không có giá trị bằng. Tiếp theo đây là bản cập nhật giá mít Indo ruột đỏ đầu giờ trưa hôm nay có giá như sau. Mít loại nhất 8kg trở lên có giá 47-50.000 đồng một ký. Mít loại nhì có giá 37-40.000 đồng một ký. Mít Indo ruột đỏ loại 3 có giá 20-22.000 đồng một ký. Mít chợ có giá 14-15.000 đồng một ký. Đây là giá mà thương lái thu mua tại vườn. Giá mít trên để cô chú các anh chị và các bạn tham khảo. Nếu vườn mít của cô chú các anh chị và các bạn xa hay gần, những trục lộ chính xa hay gần, những vựa mít lớn, giá cả khác nhau 1-2.000. Đó là chi phí của các thương lái vận chuyển và chênh lệch cao hay thấp khác nhau. Nếu chăm sóc mít Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn nên chăm sóc bao trái, những dụng cụ bao trái phù hợp để da mít đẹp và dáng mít to, tròn và chất lượng mít cao. Cô chú các anh chị và các bạn bán giá sẽ cao hơn so với những loại mít không đẹp, trái không ngon. Giải trí miền Tây xin nhắc lại giá mít Indo ruột đỏ loại nhất 8kg trở lên có giá 47-50.000 đồng một ký. Mít loại nhì có giá 37-40.000 đồng một ký. Mít Indo ruột đỏ loại 3 có giá 20-22.000 đồng một ký. Mít chợ có giá 14-15.000 đồng một ký. Ở thời điểm này, hầu như ở các nhà vườn đều cạn dần, nên giá mít cao hơn. Ở mức giá này, cô chú các anh chị và các bạn đã yên tâm có lãi, có lợi nhuận. Nhưng giải trí miền Tây mong tình hình giá mít còn cao hơn nữa, trở về với thời điểm giá mít đạt đỉnh 95.000 đồng một ký, 100.000 đồng một ký, 115.000 đồng một ký, để cô chú các anh chị và các bạn, những nhà vườn có được thu nhập, có được lợi nhuận cao hơn để yên tâm sản xuất. Giải trí miền Tây ngoài chia sẻ về mít Thái, mít Indo ruột đỏ còn chia sẻ về giải trí, về nhiều vấn đề ở trang chính. Mời cô chú các anh chị và các bạn trở về trang chính để tìm những video thích hợp theo dõi. Cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu để xem hết video này. Đừng quên đăng ký, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi giải trí miền Tây phát hành video mới. Xin nói lời chào, hẹn gặp lại video sau. Bye bye.